Logan. Getting started. Đây là cái tầng model ở trong Laravel hỗ trợ chúng ta. Đấy nhỉ? Thì ở với cái Eloquent này thì chúng ta sẽ cũng vẫn làm việc với artisan như bình thường để sinh ra các model. Thì các bạn ngó xuống cho tôi, xem cho tôi trước là cái Eloquent này nó là cái gì ở trong phần introduction. Xem nó như thế nào đã, sau đó chúng ta mới dùng. Đọc đi. Và trả lời cho tôi. Ở trong này chúng ta có một cái khái niệm là ORM. OIM, ORM. Sau này khi đi phỏng vấn người ta hỏi ORM là cái gì thì cũng phải biết rồi. Nhiều một ý tưởng tốt.
Từ này là đối tượng này. Relation là gì? Quan hệ. Mapping là gì? Hả? Mapping là gì? Ô, sau này giúp cái cách của trường đại học Hà Nội. Đó. Mapping là kết nối. Kiểu cái con tabibo. Từ nhà nó sang biển. Máy. Mà mình nối kết nối nhau thì sẽ bạn với nhau, tức là bản đồ với nhau, nó mới được kết nối với nhau. Rồi, nó nói đúng rồi đấy. Mapping là kết nối, hay còn gọi là nếu mà nói tiếng Anh là chiếu, chuyển tiếng Việt nếu mà đúng nhất là tham chiếu với nhau. Là sử dụng một thằng này, chúng ta như bình thường đấy, như là trước chúng ta học về đối tượng ấy, là chúng ta phải tạo connection, xong sau đấy là chúng ta mới bắt đầu là tiến hành xây dựng cái câu query, rồi exchange với cơ sở dữ liệu đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta có cái ORM, đó là chúng ta tạo ra một class, cái class đấy nó kế thừa một cái lớp khác gọi là lớp base model. Sau đó tại lớp base model đấy nó có sẵn những cái hàm và nó giúp chúng ta tương tác từ cơ sở dữ liệu rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ việc là thực hiện một vài những cái hành động, những cái hàm nào đấy, thực hiện việc file, việc web, việc ghép, việc ôn ra ngoài là chúng ta có thể lấy được dữ liệu ra ngoài. Sau đó nếu mà chúng ta muốn xếp dữ liệu vào, chúng ta chỉ chọn đến xếp một phát là xong. Thì đấy là cái khái niệm về ORM, không có gì gọi là cao siêu cả. Và cái ORM ở trong Laravel ấy thì người ta đặt tên cho nó gọi là eloquent. Thì chúng ta cũng có thể tạo ra một cái eloquent bằng cái cách như sau. Mở command line ra, gõ ra là php artisan make model user. Đây. php artisan make 2.model. Ví dụ thiện th đi, mình thích thì mình đặt thôi. Tăng làm gì? Được chưa? Thì nó sẽ xuất hiện ra một cái lớp để giúp chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu. Thì lớp này đặt ở đâu? Ở trong app. Đặt ngay ngoài app đây này, nhìn chữ thiện TH đây không? Mất ấy rồi. Để buổi sau tôi phải xin sang cái phòng nào có máy chiếu được. Đây, nó tạo ra một chúng ta một cái lớp. Đây lớp 0. Chỉ biết là nó kế thừa cái thằng Illuminate Database Eloquent Model thôi. Kế thừa là thông qua từ extend này này. Xong chưa? Ừ thì kế thừa tức là thằng này nó đã có thể khả năng tương tác với cơ sở dữ liệu rồi. Nhưng mà tương tác với cái bảng nào thì nó chưa biết. Được chưa? Thì để thể hiện cho cái bảng này, nó sẽ đại diện cho cái bảng nào, cái mô hoặc cái class này nó đại diện cho cái bảng nào trong cơ sở dữ liệu ấy. Thì ở trong tài liệu nó có ghi này. Nó có ghi này. Chúng ta có một cái thằng là protected table. Protected table bằng tên table trong cơ sở dữ liệu. Thì ví dụ như ở đây tôi sẽ kết nối thằng này với thằng category nhá. Categories. Xong. Được chưa? Tự là tự nào? Làm gì có cái gì ở đây gọi là tự? Kết nối thông qua con config ở trong file NV thôi. Trên đời thì làm gì có tự? Đấy không cần. Đấy nó tự làm hết cho mình sẵn rồi, người ta làm sẵn rồi. Cho nên là mình không cần code lại những cái dòng đấy nữa. Được chưa? Xong chưa? Đến đây chưa? Đấy cái thằng luân cận lòi cận lĩ cứ thích chui dưới mang lát lên đây. Đến đây. Toàn những cái đứa đeo kính cận đến vài chục độ thì giúp chui dưới. Hội lên đây, tách hai thằng này ra, đại đúng không?
À, tên là Đại. Xuống ghế hội ngồi, chỗ hội ngồi. Hội lên đây. Đó đâu? Tôi nhìn tôi không nghi ngờ lắm. Xong chưa? Xong chưa? Đấy, lại không nhìn thấy gì. Chui lên trên đây, lên đây. Nhanh. Còn ngại cơ, khổ. Thôi mày xuống dưới ngồi đi Hiếu để cho chúng nó lên. Ăn bát. Rồi lại bật team view. Vất vả với cái bọn này quá thể. Rồi team view ID của meeting ID của chúng ta là M38651412. Nó bị mất kết nối, nó tự tắt. Bạn ở phòng này rất là hiếu. Hả? Không, làm gì có chỗ nào mà cắm. Xong chưa? Chém ít thôi Giang ơi. Đã chậm rồi, bây giờ lại còn tranh thủ từng giây từng phút một chém. Ôi, nên chịu luôn. Hỏi tôi này, hỏi cái thằng ngồi trên này này. Tôi cũng chưa đến mức điếc, tôi không nghe thấy gì. Nên là cứ hỏi đi. Đây là get, list, kết chẳng hạn. Chúng ta tạo ra một cái root mới. Get, list, kết. Chúng ta có một cái function phía trong. Nãy giờ mới chỉ tạo ra cái model thôi, chưa có cái vẹo gì cả. Bây giờ tạo ra thêm cái root nữa. Ở trong này chúng ta muốn, đã gọi là get list get thì là lấy toàn bộ dữ liệu trong cái bảng get ra đúng không? Thì chúng ta sẽ tiến hành tạo ra một cái biến tên là list get chẳng hạn. Bằng, bạn để ý này, sược app, sược thiện th, 2.2.on. Sau đó là dd cái list get ra. Sược app, sược thiện th, đây chính là cái namespace của nó. Đây chính là cái namespace của nó. Hoặc nếu không muốn sử dụng như thế này thì use ở phía trên. Use app, sược thiện th, thì ở dưới này chúng ta chỉ việc là sử dụng thiện th đây thôi. 2.2.on. Sau đó dd ra. Ai xong rồi thì chạy đi. Thế nó ra cái gì? Dưới bàn ba như là một.
đúng chưa? Đây output của chúng ta đây. Get list get đúng không? Cứ phải để chửi bới đánh đập cơ. Bọn này cứ thuộc dạng thích bạo hành. Đây nó sẽ ra một collection gồm 6 item. Xem có đúng bằng số lượng category nằm trong cơ sở dữ liệu không? Bằng số lượng bản ID không? Đây chả bằng, chả nhẽ tôi lừa không các bạn. Hả? Còn lâu. Tự đi mà làm ấy. Code tôi đã đẩy lên trên hết rồi. Migration seeding xong hết rồi. Bây giờ lại còn đòi. Công đòi hỏi nhiều quá. Lên GitHub và lấy. Không nhận ra chưa? Có bạn nào không ra không? Đây này, bung nó ra. Bung nó ra trong này nó sẽ là object. Khi các bạn bung ra chờ tí tôi bung ra đã. Xong tôi sẽ giúp đỡ các bạn xong. Trong này có tribute này. Bung ra các bạn sẽ nhìn thấy ID, get name, parent ID, created us, updated us, created by, updated by. Đã thông số của từng bảng đi một. Bay table not found này. Có nhìn thấy không? Bảng này có tên là bảng gì? Đâu có đâu. Đây. Xem xuống chưa? Thank you.
thì nó sẽ nằm trong controller hoặc là nằm trong cái đoạn code ở trong cái function nào đó. Ôi thế chạy đi chạy lại, ôi cứu người đẹp đi anh hùng, cứu mỹ nhân đi, toàn nó vào là toàn xin lỗi đây này, toàn được chưa? Rồi ok, Thank you.
Tôi cả tuần này tôi không cốt được cái dòng nào đấy. Rồi tiếp tục nào. Tiếp tục quay lại đây. Đây là câu lệnh tạo ra model này. Xong chưa? Nó sướng hơn rất là nhiều lần so với cái project MVC ngày xưa chúng tôi hướng dẫn các bạn làm. Được chưa? Thì các bạn, đây là cái lợi ích của Artisan. Chưa hết. Thường thường ấy, trong một cái project thì người ta có một cái thứ tôi nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi, kể cả tên biến, tên hàm. Nó là cái thứ người ta gọi là coding convention. Thấy chưa? Quy tắc. Thằng chính đâu rồi? Vừa viết PP Edition như nào? Chính viết thường ấy, đúng không? Ở đây còn ai viết thường giơ tay? Viết thường, ví dụ PP Edition chính như này. Hoặc là Trần An như này. Có đứa nào? Có ông chính. Ai nữa? Đấy. Những người này nhá, tôi hy vọng không phải nhìn thấy lần thứ hai. Nghe chưa? Coding convention là tên class. Thì là tất cả các chữ cái đầu tiên của một từ đều viết hoa hết. Được chưa? Nhớ tôi như vậy. Nhớ chưa Dung? Được chưa? Còn hội nhá. Hội có 3 lỗi. Một lỗi là chấm phẩy cuối câu không có. Rất nhiều lần nhưng không phải một lần. Cái thứ hai. Ở đâu ra cái trò này? Tôi có dạy bao giờ các bạn dạy các bạn cái trò này đâu. Ví dụ như hội. Cách ra ngày chấm. Hoặc lại cách ra ô như này bao giờ. Không dạy bao giờ cái trò này luôn. Tại sao lại sinh ra cái trò này? Hả? Thói quen ở đâu vậy? Đây là lỗi thứ hai. Lỗi thứ ba là về nhà không thể làm bài luôn. Tức là DB, tôi không biết là bạn cài lại máy lúc nào. Nhưng mà khi đi học các bạn phải chuẩn bị hết tất cả mọi thứ ra thôi. Nghe chưa? DB không có giờ chạy kiểu gì. Lấy dữ liệu đâu ra mà test. Xong bây giờ không test được, không làm được. Mai tối về không làm, mai lại quên. Đó. Cái hệ quả nó cực kỳ nhiều. Cho nên là làm đi làm đến giờ học của tôi các bạn phải chuẩn bị hết. Bây giờ sườn cốt tôi đã cung cấp hết rồi. Bây giờ không làm được nữa rồi tôi chịu. Sau này các bạn đi làm vậy không ai quan tâm là các bạn vì sao các bạn không làm được. Hôm nay tôi đi phỏng vấn thử chơi vậy. Nó không quan tâm là các bạn vì sao các bạn đến muộn. Đến muộn là đến muộn vậy thôi. Tất nhiên là tôi không đến muộn, nó chửi thằng khác. Được chưa? Rồi. Cái nữa là cái ở trong các bạn hãy nghĩ như này này, ở trong cái project của chúng ta ấy, thì nếu chúng ta cứ hồn nhiên sử dụng một cách mặc định là PP Artisan Make Model cái gì đấy tên model đúng không? Thì chúng ta cứ sẽ mỗi một lần thêm nó sẽ nhét thêm vào đây. Nó nhét thẳng vào trong cái file app ấy. Bây giờ trong một project mà lớn lớn một chút, ví dụ như con một vài con tôi làm từng làm trước đây, ví dụ con Teacher Zone, số lượng bảng của nó rơi về tầm hơn 50. Cái file của chúng ta dài là này. Đây là theo đúng kiểu là lý vật lý luôn ấy. Độ dài vật lý của file ấy. Đúng không? Đến lúc đấy chúng ta tìm những cái file khác sẽ rất là khó khăn. Được chưa? Vậy chúng ta lại phải sinh ra một cái khái niệm, chúng ta phải nhóm vào. Nhóm vào trong một thư mục nào đấy để cho giúp chúng ta kiểm soát dễ hơn. Đúng chưa? Thế vậy chúng ta nhóm vào kiểu gì? Với cái PHP Edition này để tôi tạo ra một cái file, chả nhẽ là bây giờ tôi tạo ra đây rồi, tôi copy được page ở trong kia, thay đổi namespace. Không cần phải như thế. Các bạn tạo ra, các bạn làm cái câu lệnh này cho tôi. Kể cả model, kể cả model, kể cả middleware, kể cả request, kể cả controller. PHP make artisan make model. Sau đó các bạn viết cái tên thư mục chứa nó. Ví dụ tôi muốn đặt nó vào trong thư mục model SC. Bởi vì sau này sẽ có rất là nhiều model cho nên nó phải là số nhiều. Đúng không? Sau đó sượt bên từ bên tay phải sượt sang.
Được chưa? Sược namespace là sược bên tay trái, sược sang, hoặc sược thư mục là sược bên tay phải, sược sang. Được chưa? Sược bây giờ tên thường thường nhá, lưu ý này, thường thường tên của class nó sẽ bằng, nó sẽ giống với tên của bảng nó đại diện. Được chưa? Nếu nó là module thì thường thường nó sẽ giống với tên của bảng nó đại diện. Ví dụ ở đây tôi muốn tạo ra một cái đối tượng mà nó đại diện cho bảng category, thì tên, nhớ cho tôi tên của đối tượng nó sẽ giống, tuy nhiên nó là số ít. Được chưa? Một là tất cả các chữ cái viết hoa, à quên nhầm, tất cả các chữ cái đầu dòng đầu tiên viết hoa. Hai, nhóm nó vào trong một thư mục. Ba là tên của module giống tên bảng và chuyển thành số ít. Được chưa? Ba cái yếu tố đấy nó sẽ làm các bạn quản lý cái mức, cái level, cái tầng module của các bạn tốt hơn. Thì ở đây chúng ta có category viết thường, à nhầm, viết viết số ít. Enter xuống. Model created successfully. Được chưa? Sẽ nhìn nó tự động nó tạo cho chúng ta một cái thư mục tên là model nằm trong cái thư mục app ấy. Và cái file category model của chúng ta nó có thêm namespace là model luôn, app sược model luôn. Được chưa? Đây này. Đây là nhìn thấy cái thư mục model không? Mở nó ra, đây nhìn thấy category này có namespace là app model luôn này. Bây giờ copy cái protected table ở bên cái thằng thiện TH hoặc là cái class trước pệt vào đây. Thì bây giờ là chúng ta có một cái class tên là category đại diện cho bảng category, và chúng ta xóa cái thằng thiện TH này đi. User thì chúng ta cứ vứt đấy, tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn chuyển nó vào trong này sau. What the fuck, tôi nhầm. Rồi xong. Bây giờ ở ngoài web kia chúng ta thay đổi app sược model sược category. Và bê cái tên category này xuống dưới. Đây là sử dụng cách sử dụng chúng ta sử dụng namespace. Rồi chúng ta ra ngoài chúng ta refresh. Kết quả như vậy. Bây giờ tôi chỉ hướng dẫn các bạn đọc tài liệu thôi. Còn giờ code tôi chả code nữa, tôi chán rồi. Đây. Tiếp theo là cái primary key, đọc đi. Timestamp đọc đi, cái primary key và cái timestamp quan trọng nhá. Hai cái này quan trọng nhá. Đã nói đến primary key thì
gọi là nó hơi kinh khủng rồi. Cho nên là đọc đi. Tiếp theo tham xem. Thì cái tham xem là tôi nói luôn là những cái bảng nào của các bạn mà không có cái cột gọi là cột created us và updated us. Nghe đây này. Những cái bảng ở trong cơ sở dữ liệu của các bạn ấy mà không có cái cột tên là created us và updated us lưu dạng đến tham thì các bạn phải xét cái này. Ra mà nó, khi mà nó insert dữ liệu vào trong đấy nó sẽ không xét thời gian của hai cột đấy. Chứ còn mặc định là khi các bạn insert hay update dữ liệu cho một cái bảng nào đấy, mặc định nhá, eloquent nó sẽ insert luôn cả thời gian update và thời gian created của cái bảng y đang được insert mới này. Chưa? Lưu ý cái này, rất nhiều bạn chết vì cái này. Thấy chưa? Nếu các bạn không muốn nó insert vào thì xét nó bằng phone. Hả? Nếu mà bảng nào mà không có hai cột kia vẫn cố tình insert vào, không xét cái nào bằng phone, cố tình insert vào báo lỗi. Thử đi. Đâu nhất thiết là cứ tạo bằng migration là phải có tham xem. Tham xem tôi nói rồi, tham xem chỉ để tạo ra những cái bảng mà quan trọng cần phải lốc thôi, lốc tham mà. Mấy bạn hơi lâu mà tạo những dữ liệu chùa nữa. Nhưng chứ quá nhiều. Đọc đi. Đọc tài liệu đi. Đọc đi rồi hỏi đi. Tí nữa tôi sẽ hỏi về cái database connection. Ba database connection. Nó dùng việc gì và dùng như thế nào? Nam THF. Slide tiếng Việt thôi. Nói tiếng Anh. Thank you.
dễ tính bao nhiêu với mình thì sau này mình càng khổ bấy nhiêu thôi. Không vào cũng chả để ý. Xong chưa? Bắt đầu hỏi này. Nó nhìn Giang nó ngồi bàng hoàng rồi. Việc mình không lo, lo chuyện cái hội đi hóng cơ mà. Không chưa? Hỏi đã. Sẵn sàng chưa? Thế bao giờ mới sẵn sàng? Rồi, Vũ. Tìm hiểu được cái gì không? Đấy là cái gì, ở trong cái chỗ này không có cái từ nào tên là cái từ đấy cả. Connection. Rồi. Connection đúng không? Bây giờ đọc từ hết từ trên đến database connection. Hả? Đến rồi chứ. Tức là đọc cả cái connection rồi đúng không? Tốt. Database. Connection. Trong Eloquent cái này thể hiện điều gì? Đây thể hiện điều gì? Hả hả? Nó to lên. Đặt ông đàn nam nói cho nó rõ ràng, dành mạch vào, nói to lên. Thế thì mới tán được gái. Chứ còn ước áo cú không ai theo đâu. Đúng rồi. Xác định được một kết nối khác, kết nối mặc định. DB của nó lắm. Ví dụ như để tôi coi lại cái này, cái mắt báo vẫn còn nhưng mà không nhớ path.
Amazon Web Service sẽ còn kết nối được không? Không được à? Mình nhìn là không được à? Nhìn đi. One Cloud đi. Ui giời ơi. Thôi còn mỗi cái mắt bão thôi. Cũng chả nhớ cái mắt bão này có cái username và password như nào nữa cơ. Đây, ví dụ như tôi đến kết nối đến cái kết nối này. Đây, agree đẹp. Đây, tôi sẽ tạo ra ở trong cái file nào config giúp chúng ta config kết nối đến cơ sở dữ liệu nhỉ? Đâu? Chắc chưa? Hả? File nào? Config database. Công duplicate cho tôi một thằng này lên. Tôi đặt là MySQL 2 chẳng hạn. Được chưa? Host bằng host nó sẽ bằng là 125.212. Không phải đi copy, tôi đi làm demo thôi. Tôi cũng không cung cấp path cho các bạn cho con này đâu. Cho nên không phải copy làm gì cả, không phải gõ làm gì cả. DB port bằng 3306. Username là agreedev. Con này đang làm mà, cho nên là database username đây, nó ở dưới này, username. Rồi password, password là gì nhỉ? Tôi lên Trello tôi ngó cái. À mà lộ mà. Không được rồi, học rồi. Không, gì lắm. Lộ hết hàng. Bọn này giờ copy nhanh lắm. Đấy, đấy. Thôi rồi, để tôi hy sinh một tí để mai tôi đổi bát vậy. Tôi nắm con server đấy, tôi lo gì không, có bà đổi cái gì. Đâu nhỉ? Thông tin server VPS. Rồi DB tên là cái gì vậy? Agreedev. Này. Đúng rồi, xong. Đây là MySQL 2. Copy xuống. Tôi chết mẹ ở đang quay. Rồi, không sao. Ở trong này thì tôi chỉ lưu có mỗi mấy cái bảng thôi. Đó là bảng user role province, rồi what, đây là xã này. Đây là thành phố của cả tỉnh, của toàn bộ nước mình. Ví dụ thế. Thì tôi sẽ tạo ra thêm một cái model nữa. PHP artisan make 2.model model sược province. Trong này thì chúng ta sẽ có một cái là đô la protected connection đúng không? Connection bằng MySQL 2. Xong. Sau chúng ta sẽ có cái đô la table và protected table. Table bằng sau đó ở trong này chúng ta sẽ test luôn. Đây là cái duplicate thằng này lên. Được chưa? Ra ngoài refresh. 63 tỉnh thành. Hà Giang nó là loại tỉnh, ID bằng 2. Cao Bằng ID 4.
được chưa? Nó là loại tỉnh. Còn có những cái loại là thành phố, được chưa? Thì đây, trong cái DB của tôi là DB trong local. Đây chứ quên. DB của tôi là DB về local, không hề có bảng nào gọi là bảng COVID. Đúng không? Nhưng mà tôi hoàn toàn có thể là kết nối đến một cái cơ sở dữ liệu và ở một cái host khác để lấy dữ liệu ra hoặc tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua một cái model và sử dụng cái connection. Thấy chưa? Dựa vào nó thì chúng ta có thể là làm việc với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau ở nhiều con server khác nhau. Thấy chưa? Cái gì? Em nói là tốt. Tất nhiên rồi. Phải xóa đi chứ. Cái gì? Nhanh chứ. Không, ông nằm mơ à? Ở đâu có cái kiểu đấy? Tí nữa tôi hôm nay tôi sẽ không up file này lên. Bởi vì lộ cái này là làm ra tiền cho nên là không để lộ được. Không. Để tí tôi thử tìm cách cắt. Được chưa nhỉ? Trong một project của chúng ta, các bạn để ý này, trong cái database này chúng ta có thể, nó là một cái array, connection là array đúng không? Cho nên chúng ta tạo ra bao nhiêu connection tùy ý. Đúng, chính xác. Đúng. Một dự án đâu phải chỉ có dùng một database. Thậm chí nhá, trong một dự án các bạn sử dụng MySQL, SQL Server, Oracle, Postgres, MongoDB, lẫn lộn, thích dùng nào dùng. Được chưa? Và cụ thể là ở trong cái Laravel của chúng ta sử dụng PDO, cho nên nó hỗ trợ 12 loại cơ sở dữ liệu khác nhau, thích dùng cái nào thì dùng. Được chưa? Trừ những có loại NoSQL như kiểu là Dynamo hoặc là MongoDB thì chúng ta phải cài thêm driver, và cụ thể phải cài thêm driver cho máy của mình thì nó mới chạy được. Được chưa? Đấy là về cái connection, database connection. Demo thế là phải hiểu rồi. Nhưng còn sức đâu mà làm. Về nhà lắp mạng LAN vào, cắm mạng LAN vào, cho hai cái máy public IP ra. Còn đấy, thế thôi. Học đến 3-4 năm rồi mà không biết cái tí gì về network. Chả lắm. Tiếp tục nào. Chính. Đọc đến đâu ạ? Nghe thấy à? Nghe tôi là mất tiền đấy. Nghe, lấy vừa một cái. Thể hiện khả năng đọc tiếng Anh của mình luôn đấy. Trong hôm nay chúng ta phải xong được cái eloquent mức basic, bắt buộc luôn. Để về nhà còn làm bài tập thêm sửa xóa cho thôi. Trong những dạo này rất là đầu gấu ý kiến với mình. Ở đâu rồi? Không phải là tôi yêu cầu đọc là ngồi chơi đâu nhá. Đọc là đọc. Đâu ra đấy? Bằng bên cạnh nào? Đức à? Hay Tuấn Anh? Hả? Em cũng đọc connection. Chuẩn bị hỏi lúc nữa cả lớp này đi đọc connection. Trâm, có đọc connection không? Tham xem cái vừa giải thích xong đấy. Rồi. Quên tên. Bé này quên tên là gì nhỉ? Quên rồi. Nhàn. Tự nhiên tôi quên tên cô. Primary sao? Primary. Đây là cái này này. Cái này nó nói đến cái việc gì? Alo. Bạn liên quan đến phòng đào tạo thì
Harry thì nên nói những điều gì? Mặc định mỗi bảng là một quá trình và gì đấy? Đây cơ mà, cái này rất quan trọng. Cái gì tên của nó là ID? Tên cột gì? Của cột khóa chính là ID. Rồi, sao nữa? ID lên thông qua cái biến nào? Rồi sao nữa? Bên cạnh đó ELO quần add some that the primary key is an increment integer value. Gì nữa? Chắc chưa? Em chỉ gì cũng mà. Rồi ok. Thế tổng hợp này là cái gì? Mặc định những cái bảng, những cái module nào kế thừa eloquent. Nhớ nha, những cái module nào kế thừa eloquent thì nó sẽ có một cái cột tên là ID. Nó mặc định luôn, cái cột primary key của chúng ta tên là ID luôn. Kiểu là integer in auto increment. Xong chưa? Cái auto increment này rất là quan trọng nhé. Sẽ có những cái cột sẽ có những cái bảng mà chúng ta đặt cột primary key không phải là integer và không auto increment. Đây, ví dụ như kiểu là mã số sinh viên, người ta muốn lấy cái mã sinh viên của các bạn là primary key, bởi mã số sinh viên cũng là duy nhất mà, đúng không? Thì nó cũng là không phải là integer và cũng không phải là auto increment. Thấy chưa? Vậy thì người ta phải xét lại cho cái thuộc tính cái biến là increment, incrementing nó bằng phôn để không tự tăng lên, sau đó set tiếp cho cái primary key này, set lại cái tên cột với cũng là set lại cái kiểu dữ liệu của nó sang ba cha hay như nào đấy, được chưa? Còn cụ thể như nào chúng ta hoàn toàn có thể đi search nó ra ngay mà, được chưa? Tiếp tục ở phía dưới xem có cái gì nào. Database connection. À hết rồi. Đây. Tiếp theo là retrieve module. Giờ sao? Retrieve là như nào? Thấy mình giơ tay. Lỡ rồi thì trả lời đi. Lấy được dữ liệu trong database, xong rồi sao? Rồi, ok, đồng ý. Bây giờ nhá, 8 giờ đúng không? Chúng ta nghỉ 10 phút và tôi cho chúng ta 10 phút đấy. À quên nhầm, có tôi nghỉ 10 phút và tôi cho chúng ta 10 phút để tìm hiểu của tôi tất cả các cái hàm để lấy dữ liệu ra từ cơ sở dữ liệu thông qua cái eloquent này nhá. Từ where này and where, or where, like, get, first, on, tất tần tật cái gì mà lấy dữ liệu liên quan đến việc lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ra thì phải trả lời được tôi hết 10 phút. Ngày 7 à?
rồi xong rồi, quá giờ rồi. Get nào, lấy dữ liệu. Và hiểu. Hello.
10 phút rồi. Muốn đọc cái gì đọc. Nam nào, first. Đúng rồi, lấy ra bảng ghi. Nó đúng là bảng ghi đầu tiên. Bảng ghi đầu tiên của câu lệnh select. Được chưa? Cái này ấy, nhớ rồi nhá, cái first này nó trả ra là object. Nó chỉ trả cho một đối tượng thôi. Còn cái get này này, kể cả có một đối tượng hay không có đối tượng nó trả ra, cái output của nó là whole array. Được chưa? Hai cái này khác nhau. Khi nào là SDD? Trong tài liệu nó nhiều không? Xong chưa? Tiếp này, không biết nào ý kiến được, tiếp luôn này. Tiếp tục. 3. Cái hàng này không? First or fail? Không rõ. Nhưng có cái lắc à? Ra. Nhìn cái mặt ngấy ngấy rồi tôi phải gọi ngay. Đó. Không. Ô. Hay gì? Có sống phê là gì đấy không? Ờ, thì nó có một, thêm một cái nữa là ngoài cái lấy bản ghi đầu tiên trên đấy thì cái fail là sao nó như kiểu để check nếu mà không khi mà cái kia nó trả ra không có gì nó sẽ có cái exception sao lấy exception trong đấy nó ghi giờ là phải nó phải trả giá trị là fail nhỉ sao lấy exception nhỉ. Đây một đồ not found. À, ok, đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. No result is found or exception remain full. Đúng rồi, chính xác. Là cái này nó khác so với cái first này một chút. Đó là nếu không tìm thấy con object nào thì sẽ trả ra một exception. Thì đã nhắc đến exception nào lưu ý này. Cái này là code cơ bản, không có gì gọi là nâng cao. Khi mà đã nhắc đến exception thì chúng ta phải cơ vào đâu? Thứ gì? What? Try. Try và catch. Catch cái exception ở đây. Throw. Và thực hiện cái việc gì đấy? Throw hay không không biết. Throw hay không chưa chắc. Do chúng ta tự code thôi. Và nếu mà chúng ta thực hiện cái câu lệnh trở đến file first or fail thì ở đây tôi thử luôn cho các bạn nhé, thử luôn nhá, test luôn cả cái get này, đây get list get đúng không, thì chúng ta hoàn toàn có thể là where cột id bằng 1 trở đến get có một ngoặc này đẩy dd ra list get. Được chưa? Đây là tương đương với câu lệnh là select sound from category where id bằng 1. Được chưa nhỉ? Refresh. Bạn nhìn thấy nó ra là một cái collection. Đúng không? Là một cái tập hợp, một cái mảng trả ra chúng ta một cái đối tượng có id bằng 1. Được chưa? Nếu mà bây giờ chúng ta trỏ ra first, chúng ta bỏ cái where id phải khác, select sound from category where id khác 1, lấy ra bản ghi đầu tiên, nhìn đây nó trả ra cái gì đây, object
không phải std nhá, hiểu nhá, nó trả thẳng dưới cái object mà mình gọi nó luôn, côn nó luôn, nó tự động nó ép kiểu, chưa, nó ép sang cái category luôn, đẩy ra ngoài, và đây là nó trả ra đúng một cái object thôi, được chưa? Đây là first, là đây là id bằng mấy, bằng 2, cái bản ghi đầu tiên mà trả ra, được chưa nhỉ? Tiếp tục này, thế nếu mà bằng 0 lấy ra first thì sao? Trả ra cái gì? Đố các bạn đi, nó trả ra cái gì? Trả ra null. Null cái gì nữa? Thấy chưa? Nó trả ra null, không lấy được cái gì thì trả ra là null, chứ còn là gì? Thấy chưa? Null nhá, null khác với fail. Nhớ tôi, giá trị của null khác với giá trị fail, khác với giá trị rỗng, nó khác nhau nhá, nên là hãy lưu ý. Tiếp tục, bây giờ chúng ta first or fail. First or fail thì chúng ta có cái gì? Đẩy thẳng ra một cái exception not found, exception no query result for model. Giờ nó đẩy thẳng ra một cái exception, một cái lỗi cho chúng ta. Thì thường thường để chúng ta quản lý cái lỗi này này, thường thường để quản lý lỗi thì chúng ta hay đưa code, bọn tôi code thì bọn tôi hay đưa code vào try, và đây là cái lý thuyết chung, đưa code vào trong cái try, đẩy cái này lên trên, cứ cái chỗ nào có khả năng xảy ra lỗi thì phải try catch. Catch tôi thích thì tôi đặt đây là exception ex, biến là ex, trong này thì tôi có thể là dd ra được cái ex trỏ đến get message, đóng mở ngoặc như này để nó ra lỗi cụ thể hơn, no query result, nó không báo lỗi nữa đúng không, mà nó đẩy ra một cái câu chút giúp nó thực thi. Thì ở đây hoàn toàn thì tôi tạo ra một cái root mới, hai chấm get, đây là not found, đây là một cái function, đúng rồi, chúng ta sẽ return ra một cái view. Thì ở đây chúng ta sẽ echo ra là OOPS chấm than not found, xếp xuống và đặt cho nó một cái name là not found, copy này, và thay cho cái việc dd thì tôi ghi lốc lại bằng cách, tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn ghi lốc, còn chúng ta ở đây chúng ta sẽ redirect về cái root là not found ở kia, refresh, up, not found, thấy chưa? Đây là chúng ta, nó sẽ xử lý, đây là cái logic xử lý khi mà chúng ta tìm một cái bài viết nào đấy mà không tìm thấy kết quả, thấy chưa nhở? Giống như chúng ta vẫn dùng các website bình thường thì đây là cách chúng ta làm, thấy chưa? Xong chưa? Rồi, try catch này thì phải biết dùng nha. Đứa nào không biết dùng thì tốt nhất là đi học lại đi. Nhá, cái này trong bất kể ngôn ngữ nào cũng có. Nhớ nhá. Xong chưa? Next, tiếp theo nha, tiếp theo này. First or fail này. Đây, chúng ta có thêm hàm cao. Cao là cái gì? Cao là cái gì? Hả? Đúng rồi, lấy tổng bản ghi. Tương đương với câu lệnh select cao sao from table với điều kiện where. Đúng không? Thì ở đây là lấy ra tất cả, lấy ra số lượng bản ghi có ID khác là ID bằng 0. Được chưa? Thì chúng ta refresh câu này. Nó không có. Được chưa? Làm gì có bản ghi nào bằng không? ID làm gì có bản ghi của ID nào bằng không? Tôi thay bằng khác không một cái là ra một đống. 6 ngay. Đúng không? Được chưa nhỉ? Đúng rồi, chính xác. Xong chưa? Cao. Ngoài ra chúng ta còn có hoàn toàn có thể thực thi được những câu lệnh khác
ví dụ như max, min, đúng không? Sum thì chưa chắc, sum chưa chắc đây là có đâu. Có sum à? Tôi chả dùng bao giờ, tôi không để ý. Đâu sum đâu? Cao đâu? Đây sum. Có mà. Nó có aggregate, aggregate method. Nó mở ra trong này đầy. Để sum max where avg các thứ các thứ. Yeah, có đấy nhá. Đây là các cái hàm khác, max theo price, max theo giá hay là max theo số lượng còn lại trong trong hệ thống, số lượng còn lại trong cái repository. Bấm nhầm, quen tay. Rồi. Tiếp theo là gì? Còn gì nữa? File. File. File là gì? Toàn nào? Ừ đúng rồi em ấy. Ờ thì đúng rồi, dịch là tìm. Nếu mà file như này là như nào? Tìm bản ghi ở vị trí thứ nhất. Sai bét. Giang nào, đang muốn thể hiện đi. Thế đến bao giờ mới biết cái gì? 10 phút vừa rồi ông làm gì? Dịch cho tôi cái. Ờ đúng rồi, tìm dựa trên tương đương với câu lệnh là tôi không biết là cái primary của ông là tên là gì. Cái đấy phụ thuộc vào model đúng không? Đây có cái thuộc tính là primary key ở trong model rồi đúng không? Thì bây giờ nó sẽ là tương đương thực hiện câu lệnh là select sound from table where cột là primary key bằng cái giá trị ở nằm ở trong file này. Lấy ra giá trị đầu tiên. Được chưa? Lúc nãy chúng ta có file first đúng không? Where một cột nào đấy bằng first, bằng giá trị vào first đúng không? Thì thay cho cái việc chúng ta viết dài dòng văn tự như vậy, chúng ta viết ở đây là một file. Thấy chưa? Đây ra ngoài là refresh. Đây ra thẳng luôn, ID 1. Thì với như này chúng ta hoàn toàn có thể làm cái gì? Hả? Update. Sao nữa? Xóa. Ví dụ như hàm này chúng ta để ý này. Ở đây tôi nhận thêm một cái biến là ID hỏi chấm. Ở trong này ID bằng null. Được chưa? Thì ở trong try này chúng ta if ID khác null. Tức là nó truyền thêm vào đây cho tôi một cái số. Thì tôi sẽ thực hiện là list case nó sẽ bằng file cái ID kia. Còn nếu else thì cái biến list case của tôi nó sẽ bằng category 2.2.all. Còn nếu có exception đẩy xuống đây not found. Đúng không? Có file or fail không? Có. Có. Sao đứa gật đứa lắc vậy? O fail ID xong chưa? Đảm bảo đủ 3 cây chưa? Cây đầu tiên không truyền gì vào lấy ra hết. Cây thứ hai truyền một cái ID vào lấy ra đúng cái ID đấy. Nếu không có ID đấy trong cơ sở dữ liệu đẩy ra nó vào. Xong chưa? Test lại. Lấy ra 6 cái. Bây giờ tôi lấy ra ID bằng 1. Lấy ra một cái. Được chưa? Bây giờ tôi lấy ra cái bằng 0. Not found. Được chưa? Cái này nó giúp chúng ta cái việc gì?
Nếu xử lý thông minh, nếu xử lý một cách thông minh, chúng ta hoàn toàn có thể làm 3 chức năng trong một URL. Đúng không? Càng nhiều URL thì càng khổ, sau này càng nhiều lỗi làm sao? Được chưa? Đấy, nó giúp cho chúng ta những cái việc đấy nếu mà sử dụng khéo léo. Ở đây chắc chắn là sẽ còn nhiều bạn chưa nghĩ ra cái cách này bao giờ. Tôi nói thật, chuyện bình thường. Thì những cái kinh nghiệm như thế này không phải tự nhiên tôi nghĩ ra, tôi không đẻ ra cái trò này. Nên tôi đi làm, người ta chỉ cho, người ta chửi tôi mài vài lần rồi tôi nhớ. Thì bây giờ tôi hy vọng các bạn không bị nghe chửi nữa. Vậy thôi. Được chưa? Còn Trâm và Nhàn ví dụ rút kinh nghiệm lúc nãy, đó là các bạn làm ấy, thứ nhất Nhàn đang bị vấn đề là đọc không hiểu đề là một. Còn Trâm và Nhàn thì cũng đều bị một cái vấn đề, đó là ok, Trâm thì nếu mà bài như vậy thì ok, nhưng mà các bạn hãy lưu ý cho tôi là khi làm một cái vấn đề gì đấy, làm một cái bài toán nào đấy, làm một cái yêu cầu nào đấy, chúng ta luôn luôn phải nhớ cho tôi là bằng bất kỳ giá nào phải tìm được cách tối ưu. Tìm một cách tối ưu nhất cho tôi. Được chưa? Tối ưu là gì? Với bằng đấy dòng code mình xử lý được nhiều chức năng hơn. Với bằng đấy dòng code mình có thể là ít lỗi hơn. Được chưa? Thêm vào nữa là với bằng đấy dòng code mình có thể review lại được nhiều hơn. Được chưa? Đấy nó là tối ưu. Thì các bạn hãy cố gắng làm cái đấy đi. Hãy sửa cái khả năng, cái tất nhiên ở đây chúng ta chẳng qua là chúng ta lười thôi, chứ còn ai cũng thông minh cả, không đến mức là nói không hiểu. Thì phải luyện tập nhiều vào, làm một cái chức năng thì nó có khả năng mở rộng, đây gọi là khả năng mở rộng này. Được chưa? Và đặc biệt những cái thằng mà file or fail all này của nó là khả năng mở rộng thì vãi cả trưởng ra luôn. Dùng ở trong rất nhiều trường hợp. Được chưa? Tiếp tục. Ra cái gì nữa nhỉ? Đây, chúng ta còn file này nữa. Trong trường hợp file một array tương đương câu lệnh gì biết không? Không biết á? Học rồi mà. Câu lệnh gì? Select sao? À, select sao from table where thì tuần đúng không? À, là tuần này là tên là gì? Tôi vẫn không nhớ được tên bạn chính có tên là gì chứ. Tuấn Anh à? Ông tên là gì? Đó. Ờ, Tuấn. Ờ. File array kia là tương đương với câu lệnh gì? Anh đi bằng là dẹp không? En cái gì mà en? Không có en nghĩa gì ở đây cả. Que. Anh được thử dở hơi thì nữa. Đa linh tinh. Where ID in 1, 2, 3 hay là bất kỳ cái số nào trong này 100, 200, 300 where in không biết thì mở SQL ra thực hiện XQL đi. Thực hiện đi. Select sound from category where ID in đóng vào hoặc 1, 2, 4 chẳng hạn, thử xem có được không. Nếu cách là mình cũng phải làm từng mô, ví dụ như sau này mình phân xếp những cạnh mà chưa làm gì mình đã không nộp làm. Không giải thích cái file này nữa nha. Để vô cái file này nha. Tất nhiên output của nó ra là một array, một collection.
Xong chưa? Rồi bây giờ tìm hiểu tôi, phát biểu tôi về cái, về cái quần họ gì nhỉ? Order by đi. Order by. Order by thì sao? Bây giờ tôi muốn lấy ra tất cả các bản ghi trong trường hợp đấy hết nhá. Lấy ra tất cả các cái danh sách, danh mục mà có ID giảm dần. Order by ID DESC. Sao nhỉ? Chuyển cái gì? Thì nó sẽ phải vào order by ID DSC. Coi lại cái đã. Đúng rồi mà. Order by. Chứ phải nữa. Hôm nay tôi phải rồi. Tôi vừa mới bỏ đi đấy chứ. Ừ đúng không, thay bằng get. Hôm nay ID bằng mấy? 6 á. Tất nhiên. Được chưa nhỉ? Thế trong trường hợp chúng ta muốn order nhiều cái sao? Nhiều điều kiện sao? Có chứ. Vừa order theo name, vừa order theo một cái sort order chẳng hạn. Làm sao? Làm nào? Làm sao được nhỉ? Thế nó mới hay ở đây thế luôn mới được. Nghĩ thử xem. Đơn giản cực. Copy tiếp một cái này. Paste thêm vào đây. Name. ASC được không? Order theo nhiều điều kiện. Nhưng mà một cái hàng đấy nó order ở chung nào? Chung nào? Chung nào hàng? Thật không? Thử nhá. Xem có cái name không đã nào. Đây có kết name, không có name. Được chưa? Xong chưa? Nếu mà đúng ra là chúng ta phải so sánh kết name trước, so sánh name trước, sau mới về đến ID. Được chưa? Kết name DSC. Get fan. Mất gì của bỏ. Cái này là cái gì? Xã này, X này. T. Đấy nó theo tên trước mà. Đây giờ tôi thử nhá. Tôi sẽ sửa. Hả? Từ từ bình tĩnh. X này đúng không? Có xã hội này. Chúng ta có xã giao nữa. Này đúng không? Được chưa? Xã hội của ID thì 1 thì ra trước. Thằng này có thằng xã giao này. Có ID bằng mấy? 2 thì ra sau. Bởi vì sao? Order với kết name là order ngược. ID là order xuôi. Tôi sửa lại cái này DSC. Nó sẽ ngược lại cái thứ tự thằng xã hội đến số sau. Đây. Ủa. Sao này vậy nhỉ? Từ từ đã. Xã hội. Không biết là cái này tôi có unique không? À được. Đây xã hội.
ID của 2 lên trước này. ID 1 lên sau. Được chưa? Như nhỉ? Order nhiều cái, order với nhiều điều kiện thì tương như này lên. Chờ đi, tôi xóa sửa lại DB đã. Đây code đây. Tất nhiên là chúng ta phải nốt lại những cái gì tôi vừa mới demo, bởi vì tôi demo lên đâu, tôi xóa lên đấy thì không biết cái mới. Nên không còn cái cũ đâu. Đẩy lên không có đâu. Được chưa? Đây mới là order by group having. Group having thì như nào? Tech 10 là như nào? Lấy 10 giá trị gì? Đúng rồi, lấy 10 bản ghi đầu tiên. Cái này nếu mà các bạn muốn tự làm page generation, tự làm phân trang ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái thằng này. Nên đã bảo là muốn tự mà lại. Tự không phải là ném cái page generation vào đấy, mà tự ở đây là tự về cách là mình tự cắt cái tập lấy ra. Hiểu vấn đề không? Thì nếu mà muốn tự phân trang thì chúng ta phải kết hợp giữa thằng take và thằng limit thì chúng ta mới tự phân trang được. Được chưa? Để xem còn gì nào. Phải còn tương đối nhiều đấy. Còn tương đối nhiều. Ok, lấy ra chỉ vậy thôi. Thì các bạn làm luôn cho tôi câu này. Tôi sẽ có một cái root. Làm luôn bây giờ thì về nhà đỡ phải làm. Thế thôi. Root 2.a.get search. Ở đây nhận vào là một cái keyword. Hỏi chấm. Function. Output cho chúng tôi. Còn output là nào tự nghĩ. Output là cái gì tự nghĩ. Đi tìm hiểu lấy. Sau này không có chuyện là những cái chức năng dễ như này người ta cũng bê tận mồm người ta chỉ cho đâu. Làm đi. Động não đi tìm hiểu những trang khác xem nó thực hiện chức năng search như nào. Mình cũng làm tương tự vậy. Where gì, where SQL học chán chê mê mỏi rồi. Search thì dùng câu lệnh gì? Chị ai chẳng biết là where cái gì? Tôi không thích where name thì sao? Thế where những cái khác làm nào? Where đấy làm đi. Bắt đầu thông minh rồi. Sau này tôi nói một là phải tôi chỉ cho đề thôi, còn tự output ra như nào thì cái đấy đánh giá sau. Bạn nào output ra càng đúng với ý tôi hơn thì các bạn ấy càng điểm cao hơn vậy thôi. Where gì? Where với where gì? Ví dụ nhá, search trong bài viết chẳng hạn. Rồi ok, chốt luôn cái bài này là tìm kiếm trong bảng bài viết. Đấy, nhớ rồi, tìm kiếm trong bảng bài viết. Trong bảng bài viết thì người ta có thể tìm kiếm tiêu đề, tìm kiếm mô tả ngắn, tìm kiếm về nội dung, tìm kiếm về tên tác giả, tìm kiểu gì. Câu lệnh where ở đây là where gì, where bằng, where like, where in hay là where gì? Thế vậy thì where like thực hiện như thế nào? Thì bây giờ làm đi.
riêng cái ngoài này các bạn.